Em cột lại. Wow, bông đẹp ghê. Bông này từ Noel tới giờ nè vẫn còn mà. Ừ, thì Noel đó tới giờ luôn mà chị Trinh chỉ đi dục uổng quá. Mấy đồng để cho đồng đồng mấy. Wow, ồ có chuối sấy nữa nè. Đây nè. Đây nè chuối sấy nè mấy đồng. Ớt nè. Sữa ông thọ nữa. Đây là nước mango, nước vải. Phía sau nè. Chè. Có nước dừa. Đây là chè phai môn nè. Chị Thu ơi, có chè phai môn nè chị Thu. Không, em không ăn, chị Thu á thích ăn kẹo phai môn. Thôi thôi đừng nói chè. Chè chè đậu xanh. Mang chè gì? Không, em không ăn đâu. Mập lắm rồi. Chè chuối. Chè bà ba nè. Chè bà ba quá trời. Chè bà ba. Chè nếp phai môn. Đó, chè phai môn này chị Thu. Chị Thu chè phai môn lắm. Đấy, múc phai môn đi. Đây này chè chuối chưng. Đậu trắng. Chè chuối chưng nè. Phải không? Phải chè chuối chưng đúng không? Phải chè bột ở trong bán. Đậu xanh đó. À, chè bột bán. Ở trong có chè bắp nữa chị. Chè thì có hết á. Còn chè bắp thì chè chơi nước. Chè đậu. À. Chè đậu trắng. Dĩ nhiên chè đậu bán. Rồi, bánh gai nè, bánh bánh ít nè, bánh ít đậu xanh nè, bánh gai nè. Không, em đâu có ăn đâu. Bánh ú. Bánh ú. Giò lụa. Bớt 79 sen đi. Bắp lì xì cho mấy được xem đủ chi mấy cái mình mua mấy cái à? Ủa cho một thố vậy vẫn à? Mua biết rồi á nhiều thôi để nhà em mua riêng nha để nhà em mua riêng nha dân mua của dân đi nhà em mua riêng còn mua gì nữa nha một thố vậy mấy đồng chị năm đồng bộ thố năm đồng con chả ba phần đậu hũ nước đường không lấy nước dừa vậy lấy hai thố cái để hai cái để một nha nhà mình lấy 3 ly dạ. Củ mềm thôi đừng có của hai người đi mua đi mua đậu kìa ai cầm lấy trả đi ừ từ ai lấy trả đi thôi bỏ lại đi ai ăn mua rồi sao đi mua ai nữa ai ăn cho hết ra ngoài rồi ly rồi lấy mệt quá cái này cái khác chứ bộ anh nhìn nãy giờ anh thấy anh đứng mè dữ lắm á nha mè dữ lắm á nha dạ 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 thôi nhà còn bao nhiêu rồi mấy cái chậu bông từ hồi Noel đến giờ mà còn tươi quá trời ha có 75 sen nước dừa bảy dạ em á hả em ở đây chứ đâu có bằng nào dạ có mấy người quay phim tiểu bằng khác hả dạ không đều đây hết ở đây hết dạ thích về YouTube dạ lên YouTube có mình ở chỗ khác là ủa vậy hả chị ở đâu vậy Việt Nam
Mới qua luôn hả? Mới qua. Nó hồi năm nào? 75 hả? Không, mới qua. Đúng rồi, chị hỏi luôn. Quá trời hay vậy, nó hỏi vậy, chắc này. Mới qua năm 75. Mới qua nhiêu sinh rồi đó. Vậy là anh ở băng khác tới hả? Sao dê? À, sao dê? Dạ. Sao dê hả? Đó. Ở khu nào? Ờ, quay, đừng quay. Chỗ ờ, đừng quay. Mẹ, chú Ly quay. Chú Ly. Ờ, ok. Khu đó, khu giàu đó, nhà giàu đó. Ôi, nhìn tướng anh đã biết rồi, nhìn tướng rồi. Khu nhà giàu đó. Nhà giàu. Bưng ra để đi, chưa ra. Chè, xôi nước nè. Nước gì nữa? Không, ý là chè các loại nè. Các loại bánh nữa nè. Hồi nãy các loại chè thì giờ các loại bánh nè. Riêng. Hai hũ đi, hai hũ dừa cho nó béo. Đi mua gì đó? Chuối nướng. Để mua cái này, mua một cái. Mua cái này nè anh. Hả? Mua cái này nè. Chuối nướng nè. Chuối nướng nè. Chuối nướng với lại mua hai cái đi. Rồi. Đúng rồi, Đại tướng quân đấy.